Nhìn kìa đứa bé này là cao thủ tán gái trong võ lâm. Mỹ nữ nhẹ nhàng bế cậu lên. Việc này khiến cậu ấy vui mừng khôn xiết, miệng nói liến thoáng, nói là muốn uống sữa, không thành vấn đề. Ngoài ra còn một cô bạn béo. Lập tức chuẩn bị, bé ngoan. Cậu sợ tới mức bĩu môi, điên cuồng chạy trốn. Cậu muốn lấy được viên kim cương sớm. Khả năng biểu diễn thật đỉnh. Người vợ nấu xong, đặt trước mặt ông cụ. Cậu nhìn thấy đồ ăn ngon, miệng thèm thuồng liên tục chảy nước miếng. Nhân lúc người đàn ông đang đọc báo, liền nhảy bật lên trên, liền lấy miếng thịt xông khói nhét vào miệng. Ông lão này vẫn chưa phát hiện ra. Cậu bé này lại nhảy thêm lần nữa. Ôi trời, miệng anh to thật đấy, ăn giỏi quá. Cũng không để lại miếng cuối cùng cho ông lão. Con gái nói, bố ăn nhanh thật. Dere đã ăn cơm xong cầm máy bay, dỗ con trai cưng của anh. Hành động này khiến Sims sợ hãi, ôm lấy gương mặt đen xì. Sims tức giận, cầm chảo lên. Bà nó. Sau đó cầm lấy túi sách trên bàn, mở cửa và muốn ôm nó chạy ra ngoài. Lúc này, người vợ ra khỏi nhà quên cầm theo túi, nên quay về nhà. Sims bất lực, đành vội vàng kéo Dere nằm lên sofa, lấy kim cương từ trong túi ra. Lúc này Sims tỏ ra như không có chuyện gì. Tiếng gọi của người vợ đánh thức Dere. Dere ngơ ngác và nè xa nói, Dere, anh phải chăm con trai cưng của chúng ta cho cẩn thận. Nếu anh quá buồn ngủ thì đưa con trai ra ngoài chơi. Dere đưa con trai ra khỏi nhà, lấy chìa khóa mở cốp sau. Lúc này Sims hét đòi chìa khóa xe từ Dere bằng chất giọng trẻ con. Dere không thể đưa chìa khóa xe cho con trai cưng được. Sims tung một cú đá. Bà nó, mau đưa chìa khóa cho tôi, nếu không đưa tôi đá chết anh. Dere bế Sims vào trong xe, còn bảo con trai cưng ở trong xe đợi anh. Đột nhiên xe nhà khói trắng, chạy mất. Lần này Dere sốt ruột muốn chết. Ai to gan vậy, lấy mất cả con trai lẫn xe của anh. Dere mạo hiểm tính mạng, ngăn một chiếc xe hơi lại, rồi nói với tài xế nữ, mau đuổi theo chiếc xe phía trước. Cái quần què gì, không ngờ Sims còn biết lái xe. Ghê chưa, ghê chưa. Xe cảnh sát bên đường trông thấy tốc độ này, bèn tăng tốc đuổi theo. Cái huần què gì vậy, xe này lại còn không thấy ai ngồi ghế lái. Nữ tài xế phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp. Tài xế nữ này đúng đỉnh, kỹ thuật lái xe không tầm thường, khiến Dere ngồi trong xe cũng sợ phát khiếp. Ôi trời, xông lên xông lên. Tài xế nữ lại bắt đầu đánh phấn tô mày. Đột nhiên phía sau có một em bé đi nặng. Cứu với. Tài xế nữ còn nói, sao anh nhát gan thế, tôi nhất định sẽ tìm lại được con cho anh. Sims thật thông minh, vội vàng bỏ qua ghế lái phụ, giả vờ vô tội. Cảnh sát vội vàng cầm súng bao vây, tức giận hét, lại để nghi phạm chạy mất rồi. Dere ở phía sau cũng vội vàng chạy tới, nhanh chóng bế con trai cưng từ tay cảnh sát, còn nói với con trai, bố không muốn con gặp phải bất trắc gì. Bố yêu con cục cưng của bố, chú ý đứa bé này, nhón chân lấy đồ uống, uống ưng ực, đừng thấy người nhỏ con mà không uống được gì nhé. Đi vài bước, ục ục. Người vợ vội vàng chạy tới hỏi, con trai cưng sao thế? Dere cũng chạy tới, anh thấy con chúng ta không được thoải mái. Bụng Sims đang lộn tùng phèo lên. Dere còn nói, con trai cưng à, có phải con muốn đi vệ sinh không? Cuối cùng Sims không nhịn nổi cũng thoải mái. Hôm nay Dere đưa Vanessa ra ngoài để con trai cưng lại cho ông chăm. Ông cười toe toét, bế cháu trai cưng bằng hai tay giơ cao lên. Nhưng trong lòng cậu bé lại vô cùng sợ hãi. Cháu trai bay lên rồi. Rầm rầm, thằng bé đen nhẻm này, rốt cuộc là ai nói thật cho ta? Sims tức giận vô cùng, cái ông này lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi. Hôm nay tôi đánh ngất ông, tôi nói cho ông biết tôi chỉ muốn lấy lại kim cương. Ông bớt lo chuyện bao đồng đi. Rồi đẩy ông lão ngã lăn ra, sau đó gọi điện cho tiểu đệ của cậu, bảo Pabs tới đây đón mình. Đột nhiên ông già bóp cổ Sims. Hai vợ chồng vừa mở cửa, trông thấy cảnh này, Dere vội vàng ngăn lại. Ông lão cứ hò hét suốt. Ngay sau đó hai vợ chồng gọi người của viện tâm thần tới kéo ông lão đi. Lúc này ông lão hét lớn, Dere, con phải đi xem con gấu bông, xem gấu bông bên trong có sự thật. Người vợ mệt mỏi đưa con trai cưng đi nghỉ. Dere bắt đầu thu dọn đồ đạc rơi vãi trong phòng, quay đầu nhìn thấy gấu bông, cầm lên xem, phát hiện gấu bông là một chiếc máy quay. Dere kết nối máy quay, hóa ra Sims là một tên trộm. Anh đã đổ oan cho ông bố, nên vội vàng đi tóm Sims. Không ngờ vẫn chậm một bước, kim cương đã bị Sims trộm mất.
Sims đang ngồi trên xe, vội vàng bỏ trốn. Pabs nói với Sims. Lúc này ông trùm xã hội đen đã tới nhà Derr. Bởi vì Pabs lừa họ rằng Kim Cương vẫn ở nhà của Derr. Nghe vậy, Derr cảm thấy bất an. Sau vài ngày sống cùng nhau, hai vợ chồng Derr vẫn luôn chăm sóc cậu như con trai ruột. Sims cũng có tình cảm với họ, vậy nên không muốn họ bị tổn thương. Cậu đẩy Pabs xuống, lái xe quay về nhà Derr. Lúc này ông trùm xã hội đen đã tới nhà Derr, hỏi viên Kim Cương đang ở đâu. May mà Sims tới kịp thời. Ông trùm hỏi tên này là thế nào. Derr miễn cưỡng nói, đó là con trai cưng của tôi. Anh tóc vàng bế Sims lên gác, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, tắt đèn định rời khỏi. Tóc vàng lập tức mở đèn, đù ai dám đánh tôi. Đâu có ai, chỉ có một đứa bé. Vừa tắt đèn, sau đó đánh mạnh tay quá. Ôi trời, đánh sưng cả mặt rồi. Bà nó, chẳng lẽ là đứa bé này. Vừa nói xong, một gậy đập tóc vàng ngã xuống lầu. Anh đeo kính không phục, muốn đánh Sims. Mày lại đây xem nào. Sims tung một cước, kết quả. Đừng đừng, bé cưng, bỏ thứ đó xuống. Bà nó, lăn một cái ngã ngay xuống lầu. Sau đó hai người muốn cùng nhau xử lý cậu bé kia. Sims cũng không sợ hai người họ. Cậu bé liền nhảy lên, sau đó dầm một cái, thêm hai phát đấm. Vừa mới đứng lên, đã ăn ngay một cái đá. Cậu bé liền kéo căng sợi dây. Này tên kia, nhìn tên lửa xuyên mây của ta đây. Ngay sau đó cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt, tóm băng xã hội đen này lại. Derr nói với Sims, con trai cưng mau giao kim cương trong tay con ra đây, cho chú cảnh sát, nếu không con cũng sẽ bị bắt. Sims bất lực chỉ đành ngoan ngoãn giao kim cương ra. Derr lương thiện, không khai Sims ra, còn để Sims làm lại từ đầu, sống yên ổn cuộc đời về sau. Bộ phim đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì nhớ ấn thích kênh để ủng hộ nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bộ phim tiếp theo.